cứu và đúc như cúng sư sản cúng bằng lấy hài cốt đó mọi người, lấy cái cốt kìa ra. Vũ đây xong rồi. Đây là chồng của chị Hí ha mọi người, chồng trước ha. Đang sẽ làm lễ mọi người, làm lễ ấy cốt rồi ha. Cái gì năm kỷ
phải nước thép luôn. Rồi cái khô khô chút mình đốt, đốt nó tan nó mình như vậy đó. À, bảo đốt bây giờ nó dùng lên đốt nó mình đó. Đó. À, đốt bắt đầu nó sập, ăn nạn nó đốt nó sập xuống hết. Ba cái này nó cháy hết trơn luôn. Cháy hết luôn, còn cho không cho trắng thì xong á. Lúc mà đốt bây giờ chú lụm được bao nhiêu vàng chú? Nhiều lắm, nhiều lắm ha. Ừ. Nó tăng cao, tăng 2 tấn liền liền. Vàng nó cháy ra hết thì sao chứ? Lọc lửa cho nó căng sáng như này. Xong, rồi gần 18 nó đẹp lên một chút. Lấy cái vàng đi chú. Có thấy luôn ha. Đó là chỉ thấy chết rồi không cho thôi chứ đâu có được. Tại chỗ không? Quá rồi. Cái kia đâu rồi? Cái kia đây nè. Nhìn nha, chua bình chế ta. Ta thật sự chua chẳng là này, phạt ta nha. Đừng có làm đấy. Ủa, chạy cho kẹo nó ha. Chẳng còn kinh nghiệm á. Còn mặt hàng thì cái chua cái thơ ghẻ ghẻ từ mặt hàng từ tích tích chánh. Em tôi lên tập tiền chánh chết rồi. Nó chưa người ta làm không vớt, không làm vớt. Thì mắc không quay. Rồi, lớn cái vô rằng tích tích ba nó ta lấy làm chút chút cho khẽ khẽ vô xích vô cái chăng chăng sổ đầu đúng không? Một con người mấy chục ký là giờ lên thành cho bộ nóng ghê hồn rồi chứ. Kìa trắng trắng kìa rớt còn nhóc luôn. Ừ. Này không khéo rồi. Khi để vô một cái ta kéo luôn. Ai mà đi làm vậy khói không à. Chị đắt chua mất cái ô cro cro. Không mưa tốt ạ. Thường là đi chôn hay đi thiêu mà mưa là tốt lắm. Thì đang hiu mà giấc này trời mưa hả mọi người, đang lấy cốt ra trời mưa luôn, cốt ra xong rồi là trời mưa luôn. Lụm vô gỗ rồi về mới bỏ vô hũ hả chị? Rửa nữa ha. Rửa cho sạch nữa ha. Rửa nước suối ha. Cũng dễ dễ đi ha. Xương nữ hay màu trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn nhiêu là còn như nguyên hả? Đấy, bây giờ một đời người còn nhiêu đó anh bạn. Nó thiêu bằng ga đâu, nó củi đâu mà tắt than. Chị tướng bự con không chị thấy cũng gì cao mấy 55 cao mấy 55 thôi ga khó gì lắm á. Rồi tôi bớt làm bớt cho em, đang sao nó xanh hai bớt khó trước đây, nó bớt khó trước đây. Đó là mấy cái xương, là xương màu trắng đó ha mọi người. Mấy cái xương mà miếng miếng là xương sọ đó. Trắng trắng là xương hết luôn hả mọi người, xương giò, xương tay, xương sườn, rồi xương xương đầu. Thêm thùng nữa đồng chí ơi, chưa thùng cơm không? Thùng này thùng nữa là xong rồi. Thùng đã rửa tay mấy chú bạn này nè. Đó. Sao nó có cái nước trần vàng chảy ra hả chú? Nước trần biết sao, cái gì không? Cái gì? Dân này chắc không vô nước biển đâu. Không có vô nước biển ha? Phải vô nước biển, nước vàng vậy đó. Nó hở cổ. Nó phải thế, nó xem trả nó xuống. Ôi xuống. Nó hái nhầm thế, nó ơi. Ơi. Thì mình tục chẳng thế. Lo cái màu sạch cái này, không nó khơi anh mua không? Nước màu vàng nó là sao chú? Nó ta thật cây xanh. Cái còn mãi, còn mãi. Nó xuống quất sách lõi, nó xa không lại á. Nó bấm bả, nó chinh bấm bả. Bả nó ướt vậy đó. Mấy tôi không đẩy ra đó. Để cho khô một cái. Cho bằng khô một khơi máu, liền thê nha. Chúng ta mình ấy ta xung quanh còn sạch trơn nữa. Nước vàng đó là không có vô nước biển hả chú? Sợ không có vô nước biển. Cái này là biết cái gì không? Nước vàng là gì chú? Nước biển đó quên chứ. Nước biển. Nước biển. Nước biển. Nước biển thì chúng phải mở không? Anh nghĩ là nước biển. Mà cái này chắc không có nước biển đâu. Cái này trong máu đó. Rồi than nó rớt xuống, định vô đó. Bởi vậy bình nếu mà tôi đẩy cái đó ra mà càng vàng hơn cái này nữa. Rồi, nó còn ẩm vô, thành ra chừng nào than nó nguội. Rồi nó khô cái đó mới được. Đặt nụn ha, xe tấu. Trắng bán đó, trắng bán đó, thứ bán bánh đó. À, không có chiếc mất tẹo đó. Xong rồi, chè khai, ta thư cái cho ba nó vô tôi nữa. Trắng bán đấy. Mà thứ bán đó nè, thứ bán bánh ngọn đó. Con người bình thường chúng ta là rất là lớn, rất là đôi con mà sau khi mà bây giờ thì bán cho bà bị một thứ gì thôi đó chứ ba nó tội đấy, chẳng ba đấy xong rồi chẳng chẳng là hai tốt chứ chị cho bà ngồi rồi đó. Rồi bắt đầu ngồi lên là được. Còn làm lễ nữa chưa? Cũng làm xong rồi mới mình có tiền. Mình lỡ người dài cột chị rồi đi mới tư rửa, tôi mới tư khiên tôi làm đây lại là chủ trì hay sao chú? Đúng rồi. À, rồi. Chủ trì ha. Chủ trì làm lễ ngày không biết mấy chỗ đâu. À. Đi Bình Dương vài đó. Dạ. Cũng đi Bình Dương không á. Đó có khi lễ ha. Làm như vậy như vậy đó. Dạ. Có khi đương làm vậy ổng mắc chuyện ổng để cho tôi làm. Dạ. Đọt đây rồi đó.
đắt lắm. Một đại thấy một đại bây giờ còn có nhiều đó. Cắt bụi trở về với cắt bụi. Ờ, đúng rồi. Quá người ta lấy đủ rồi. Quan trọng nhất là mình biết để chùa chiền vậy thôi à, chứ không có quan trọng là cốt này đâu. Rồi giờ có khay nè. Cha mẹ mắc đó rồi xưa đó, hồi chiến tranh nó không có. Người ta muốn làm vậy đó, người ta lại lại chỗ tôi đi xin xin lượm vài cục bạn ta để làm vậy đó. Vì việc mình đó chứ không phải đâu. Cho ta thích vậy đó, ta lại xin, nói xin được, nói xin làm gì, nói để tôi đưa này, để cha mẹ rồi đó. À, xin cốt đó đó. Cái này cũng lượm đại vậy đó. Ừ. Lượm đại đó đi. Ta nói người ta thích làm vậy đó. Chứ không phải là vậy đâu. Thầy chùa tôi cả thầy lý một niềm lý lục dị thi đã quật bà nà lý chất đâm được căn phá ra lục hồng hơi tươi lý con chào thầy chào hợp bà đi ra bàn phơ nô ông phơ chết phụ xoal con phụ xoal thiên sấn đâm bà phá hợp bà chút đó lục dây kỳ thào ta biết thật bà rè mẹ bà rè rụp rụp đà nẹt sạc miền lục dị thi chết đâm chăng. Dương khiêm cho Phật Bà Sát Rùm chẳng ác của xâm thư vơ nó ẩm phơi chắc của xa lãng chùn ở lục kỳ thí bàn đồ chùn phó bàn đồ chạm tốc bàn sọc phù phù cọp ôi phù ôi chê ôi phù vật xa côn châu nhiệt thao dân tán nguyên thị vật đường nấu lấy bàn sọc bàn chê rọc rọc ca nghe với sốc ôi nẹ bàn sầm rạch đối kỳ đây nẹp sàng ọc nê bà giang vi tiết rụp nấu rùa huynh nẹt nấu rùa nâng xù xa ông bày bằng cầu miền thọ vinh bây giờ miền thọ cắt nhu cắt tờ vê ti ta đoàn bậc phết ta bậc quân đường lái để sau kia phục mật ai nghiệp nhu phụ bò chặt bậc nhạc nhiệt ca trong quân thần đàn bàn biết riêng phật đấu bậc phụ bài trá nực nóm ôi dưỡng nhạc nâu ruộng nâng yêu trâu ca của rốt nál nẹt thằng bay cứ một cúc mà đái cừu ở bao cúc mà đái cừu phải đào bản thêm một chun tàu ai nhà tàu nào thế hay bà chun ở sài ở thiết bán cho được ở tàu ở sài gòn làm bán thiết bùa dừng bán ở bán kẹp prai và mình bán thế mà tàu hồ đây chẳng xong cũng cho ông nghiệp thao chẳng ảnh ọc nè dương nẹt nâu quá nóng trâu thật sẽ đạp việc nóng sẽ đạp bạc của bốn miền bạc của ba cha mẹ đã bị đại dịch đớm trâu thật bạc sốc bàn sẽ đài khăn ông cài khăn ông phải cho bón lục cây đồ hốt đó áo xa nạc ca nóng dương chọn bàn sốc chọn bàn thập rơn hết đi hơi kê prai rụp chẳng kỳ giáng miền rụp nẹt sẽ lắp trâu thật miền khó chún ôi tớp xâm rạch thầm bán tốt sốc hẳn hút thằng mục tiết sốc ở thế khúc thầm ấy nó tật cơ cái lệnh dùm nở thầm ấy nó mình kết nó có lệnh sẽ để lên thế và chẳng thế nẹt nâu rùa vĩnh dương trâu kê prai dương quân dương thua ẩm phơ chạc ca ớt sâu mò lọ cài về cha chất và cứ rập bất tập cạch thì lọ bán tao chê nẹt สัพพรัสสะทอเนสัพพรัสสะทอดอลนุอริยทอบาลพระเจ้าเจ้าคุณพระองค์ทรงเมตตาสัจจะที่จะพระช่วยโพวิธีบังโก